Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân tổng thống Mỹ Joe Biden ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong số các sắc lệnh được tân tổng thống Mỹ Joe Biden ký có sắc lệnh chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân các nước có đa số dân theo đạo Hồi mà chính quyền của người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra. Tổng thống Biden cũng sẽ ra lệnh ngừng toàn bộ việc xây tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ông cũng sẽ ký sắc lệnh hành pháp ngăn việc loại những người nhập cư không giấy tờ khỏi thống kê liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu tổng thống biden sẽ ký xác lệnh đưa nước mỹ gia nhập trở lại hiệp định paris về biến đổi khí hậu ngoài ra ông sẽ ban hành xác lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang đánh giá lại các chính sách của chính quyền tiền nhiệm về biến đổi khí hậu để ứng phó với đại dịch COVID-19, ông Biden sẽ ra xác lệnh yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở các cơ quan chính quyền và phát động chiến dịch 100 ngày đeo khẩu trang trên toàn quốc, cùng với xác lệnh mở cửa trở lại trường học và doanh nghiệp một cách an toàn. Ngoài ra, ông cũng sẽ ký xác lệnh đưa nước Mỹ gia nhập trở lại Tổ chức Y tế Thế giới. Chính quyền của ông Biden cũng sẽ bổ nhiệm điều phối viên ứng phó COVID-19 có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Tổng thống.